Xin chào, hôm nay mình sẽ khui một lô hàng mới về của dòng hút bụi Carafer, lần đầu tiên có trên thị trường. Và thương hiệu Carafer đã sản xuất ra các loại máy lau sàn, máy hút bụi, vệ sinh công nghiệp trong vòng 10 năm qua, rất nổi tiếng. Và đặc biệt, bây giờ sẽ về thêm 3 model mới, KF70 và KF70B và KF80. 3 dòng máy hút bụi có dung tích 70 lít và 80 lít, công suất từ 2.800W và 3.600W. Và sau đây em xin khui thùng hàng cho quý anh chị cùng xem về chất lượng máy, cũng như là về kiểu dáng, cũng như là về thùng chứa. Thì đầu tiên mình sẽ khui cái KF70B trước. F70B là thùng chứa bằng nhựa rất là hot, phục vụ cho các anh chị hút nước, hút chất thải, cũng như là dịch vụ vệ sinh công nghiệp, không lo bị rỉ. Mình vừa mới khui chiếc máy hút bụi công nghiệp Carafer KF70B. Thì đây là tổng thể về máy. Nó 4 bánh xe, 2 bánh trước xoay và 2 bánh sau to để di chuyển chịu lực. Đây là thùng chứa bằng nhựa màu trắng, cực kỳ chắc và có thể chịu đựng được những lực đàn hồi rất là tốt. Đây là 2 motor độc lập để hút bụi, hút nước. Mình sẽ khui bên trong nó. Đây là cái phao. Đây là cái phao. Phao này để hút nước thì nó sẽ dâng lên, để nó sẽ ngăn cái nước nó lên, để mình sẽ đi đổ nước. Dây điện của máy thì nó cũng khá là dài, khoảng tầm 8 mét. Máy có một màu xanh. Màu xanh này gọi là màu xanh nước biển. Đây là tầng lọc. Tầng lọc này để chắn bụi. Có khung bên trong. Và đây là phần thùng chứa, cái khá là nhẹ nhàng nhưng mà rất là chắc, có tay đẩy phía sau. Hai quay gài này để mình gài giữ lại cái đầu máy. Đây là ống xả nước bẩn, đây là ống xả này, đây miệng hút có đường kính 40, hút được mọi loại bụi bẩn và nước. Mình cũng phải kể ngay cho nó các anh chị xem là đây là cái phụ kiện của nó đi kèm. Thì nó gồm một cái bàn hút rất là to để hút bụi, có bánh xe này, ưu điểm nó có thể hút được trên mọi loại sàn, từ sàn thảm, rồi sàn gạch, sàn đá, sàn gỗ, ok. Đây bàn hút nước, bàn hút nước thì có cái nẹp bằng inox này, nhìn khá là chắc, lá cao su khá dày. Đó. Đây cặp ống inox còn nguyên riu trong bao. Đây bàn hút khe. Đấy, trong hộp này thì chắc là đầu chuyển tròn rồi. Đầu chuyển tròn thì không thể thiếu được khi mà các vị anh chị là có thể hút rèm cửa, hút bụi các loại. Đây. Đi kèm là ống ruột gà hai đầu nối đường kính 40 để mình gắn vào máy hút bụi, hút nước rất dễ dàng sử dụng. Rồi, tiếp theo mình sẽ khui thêm cái máy KF70. Thì KF70 thì nó khác hơn, thì nó thùng inox và đầu máy thì nó cũng tương đương với KF70B, không khác, chỉ khác về thùng chứa thôi. Đây, cấu tạo y như trang, hai motor, hai công tắc, miệng hút, ống xả. Đây, mình cho khui vào bên trong. Về phụ kiện thì ba model này giống nhau hoàn toàn. Đây là tầng lọc bụi, đây hai tầng lọc bụi giống y chang nhau. Mình có thể đổi qua đổi lại đây nhé. Đây, ok chưa? Bằng nhau. Đây, chỉ khác cái thùng inox. Quý khách không thích thùng nhựa thì có thể lựa chọn sang thùng inox. Thùng inox thì ưu điểm là nó sáng, nó đẹp. Nhưng mà ngược lại, nếu mà hút chất thải thì có thể là gây rỉ nếu mà mình quên vệ sinh. Và nếu mà va đập mạnh thì có thể gây móp, nó không có độ đàn hồi. Inox. Rồi. Rồi.
cũng có 4 bánh xe, cũng tay gà. Và đây là model KF80, có dung tích thùng chứa là 80 lít, mình mới khui ra đây. Máy rất là sáng bóng, thùng chứa bằng inox, thương hiệu Carapher, in trên thùng inox luôn. Phía bên trên Carapher không thể nhái được. Một chiếc máy hút bụi công nghiệp rất là đẹp và rất là chắc chắn. Công suất 3600W, 3 motor. Hút được bụi, hút được nước. Thì đây là ống xả nước. Đây là miệng hút, có thể gắn các phụ kiện và đầu nối vào đây. Mình khui bên trong. Đây là cái đầu máy. Cũng có phao để hút nước để nó chặn nước. Đây là tầng lọc bụi. Thì khi mình hút bụi thì nhớ bỏ cái tầng lọc bụi vào. Và khi hút nước thì mình sẽ bỏ nó ra. Rồi, và đặc biệt là giá của máy hút bụi công nghiệp 70 lít chỉ hơn 2 triệu thôi. Còn giá của máy hút bụi 80 lít chỉ hơn 3 triệu thôi. Chúng tôi đang khuyến mãi toàn quốc về chăm sóc khách hàng, cũng như về phụ kiện thay thế, cũng như về phân phối đại lý, cũng như về giá bán lẻ toàn quốc là luôn luôn được ưu đãi. Nếu quý khách có nhu cầu thì hãy ủng hộ cho Carapher, cho Hyclean, cho Phạm Giang Nguyễn.